Đây là đợt thi tuyển dụng lương hàng năm lên đến hàng triệu đô, nhưng khi vừa nhận được giấy kiểm tra, các thí sinh chết lặng bởi vì tờ giấy này hoàn toàn trống rỗng. Thời gian dần dần trôi qua, gõ bàn, nhịp chân, các ứng viên càng ngày càng lo lắng. Người phụ nữ châu Á không thể ngồi yên, cô ấy cầm bút lên chỉ viết một vài từ, đã bị bảo vệ đưa đi ngay lập tức, bởi vì nó vi phạm quy tắc đầu tiên mà dám thì đã nói, không làm hỏng giấy kiểm tra. Mọi người liền đặt bút xuống, không dám hành động hấp tấp. Nhưng tại thời điểm này, anh da trắng đã khám phá ra một điều quan trọng, người giám thị chỉ nói thêm hai quy tắc, không thể nói chuyện với giám thị và nhân viên bảo vệ. Không thể ra khỏi phòng, nhưng giám thị không nói rằng những thí sinh không thể giao tiếp với nhau, điều này có nghĩa là có thể tự do trao đổi mà không bị bắt. Suy đoán của anh ấy là đúng, miễn là nó không vi phạm ba quy tắc mà giám thị đã nói, thì có thể làm bất cứ điều gì. Người giám thị cũng nói rằng chỉ có một câu hỏi cho kỳ thi này, vì vậy, trước tiên chúng ta phải làm việc cùng nhau để tìm ra câu hỏi là gì. Một người phụ nữ tóc nâu nghĩ ra một ý tưởng, giấy kiểm tra có thể là mực không nhìn thấy, cần một số loại phương tiện để hiển thị nó, chẳng hạn như ánh sáng. Anh có dâu đưa tờ giấy qua về ở bóng đèn, không có hiệu lực, tóc nâu giải thích rằng đèn sợi đốt thông thường có thể không hiệu nghiệm. Sau đó cô ấy đứng dậy, đặt tờ giấy kiểm tra lên đèn trên tường, vẫn không hợp lệ. Mọi người thử lấy giấy thi của mình lên, tất cả đều thất bại, nhưng nhóm người vẫn không nản lòng. Cô gái tóc vàng đã tìm thấy được, có đèn gắn trong tường, có thể có nguồn sáng khác sẽ hoạt động. Anh da nâu bên cạnh nhìn vào, đây là đèn dự phòng khẩn cấp, chỉ khi tất cả các đèn bị hỏng, nó sẽ sáng lên. Da trắng nhanh chóng cầm ghế lên, đập bể từng bóng một, nó thực sự hoạt động, căn phòng sáng lên màu tím. Mọi người hào hứng cầm tờ giấy thi soi đèn. Nó vẫn là vô dụng, nhưng không uổng công bỏ ra công sức. Một người phụ nữ đeo kính đã cẩn thận quan sát, đèn dự phòng chỉ chiếu ở phía dưới, đầu trên vẫn tối. Cô ấy yêu cầu tiếp tục đập bể bóng đèn, cởi giày cao gót, đập vào bóng đèn lần nữa. Lúc này đèn chuyển sang màu cam, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Anh da trắng rất thất vọng, anh ấy đề nghị không nghĩ về đèn nữa, nên thử nghiệm với nhiều bài kiểm tra. Anh ấy lấy ra tờ giấy kiểm tra của người bị loại, vẽ ngoạc ngoạc trên giấy, vẫn không hiệu quả. Anh ấy quyết định thử nó với nước. Vì vậy, anh ấy xé giấy thành 4 mảnh, đưa một tờ cho anh da nâu, yêu cầu anh ấy làm ướt nó bằng miệng, rồi bước sang một bên, rắc nước tiểu lên một mảnh giấy. Nhưng vẫn không có tác dụng gì cả, chỉ khi tất cả mọi người đều bó tay, tóc nâu nghĩ ra một thủ thuật mới, bảo vệ đứng ở đây phải có tác dụng gì đó. Cô ấy đi về phía anh ấy, không nói lời nào, lặng lẽ rút tay vào túi anh ấy. Và rất ngạc nhiên khi tìm thấy một chiếc bật lửa, cô ấy suy đoán, chỉ cần kích hoạt chuông báo cháy trên mái nhà. Chất lỏng đặc biệt mà nó phun ra, có thể hữu ích cho các bài kiểm tra, cứ làm vậy đi. Tóc nâu kéo bàn đến, bước lên nó, bật lửa lên, nhưng lửa quá nhỏ, không thể kích hoạt báo động. Anh da trắng ở sau không nói gì, nhặt tờ giấy kiểm tra trên bàn, vo tròn lại, đưa cho tóc nâu. Sau đó tóc nâu đã đốt tờ giấy, kích hoạt báo động cháy, một lượng lớn chất lỏng phun ra. Anh da nâu bên dưới hào hứng dùng giấy thử nhận nước, nhưng vẫn không có gì hiển thị. Anh ấy nếm thử chất lỏng, đây chỉ là nước ngọt bình thường, lại phải mệt mỏi nữa rồi. Tại thời điểm này, tóc nâu bước xuống bàn bỗng thấy giấy kiểm tra của mình bị thiếu. Cô vội vàng nhìn vào thì tờ giấy thi đã cháy, trên thực tế đó là tên của mình. Cô ấy đã nằm trong tính toán của anh da trắng, bảo vệ đi đến, tóc nâu đã bị loại bỏ. Anh da nâu tức giận, sắp cho anh da trắng một cú đấm. Đèn đột ngột tắt, hóa ra đèn được kích hoạt bằng giọng nói. Anh da nâu vô tình nói từ đồng âm của Lai Sao, chỉ cần nói Lai Sao, cả căn phòng lại sáng lên. Sau đó anh da trắng trở nên tự phụ hơn, hướng tới một kẻ ngốc. Người đàn ông này không nói gì từ đầu đến cuối. Anh da trắng nhặt giấy kiểm tra của anh ấy lên, bảo anh ta xé giấy kiểm tra. Kẻ ngốc đã lắng nghe, sau đó ngoan ngoãn nhét giấy vào miệng, cuối cùng đã bị lính canh bắt đi. Hành vi của anh da trắng hoàn toàn khiến anh da nâu tức giận, điều khiến anh ấy càng tức giận hơn. Anh da trắng rất bốc phét, nói rằng mình đã biết câu hỏi của kỳ thi này. Anh da nâu không thể chịu đựng được nữa, một phát knock out, kéo anh ta lên ghế, trói chặt anh ấy. Cô gái tóc vàng phản đối, mặc dù phương pháp của anh da trắng là đáng kinh, nhưng anh ấy biết về kỳ thi nên sử dụng anh ta một cách hợp lý. Anh da nâu phớt lờ cô ấy, đẩy anh da trắng ra khỏi căn phòng. Cô gái tóc vàng cảnh báo một lần nữa, các quy tắc mà giám thị vừa nói là không thể ra khỏi phòng, cưỡng bức và kéo anh ấy ra ngoài, bạn cũng có nguy cơ bị loại. Anh da nâu phải lấy giấy kiểm tra của anh da trắng ra, muốn xúi anh ta phá giấy kiểm tra, nhưng lần này anh da trắng đã thức dậy. Anh ấy hét lên một cách tuyệt vọng, nói mình cần uống thuốc. Thuốc gì đây? Hóa ra là anh da trắng đã bị nhiễm virus, phải uống thuốc hàng giờ, nếu không anh ấy sẽ ngất xỉu và co giật, cuối cùng sẽ chết. Thuốc được giấu trong túi của anh ấy, miễn là anh da nâu sẵn sàng giúp anh ta uống thuốc, đổi lại rằng anh ấy sẽ nói câu hỏi cuối cùng của kỳ thi. Anh da nâu đồng ý. Ai ngờ rằng viên thuốc của anh da trắng đã bị đánh cắp, không thể tìm thấy nó. Rất nhanh, anh da trắng không thể uống thuốc nên đã ngất xỉu. Họ không phản ứng nhiều, bởi vì anh da trắng rất tinh danh, cũng có thể là do anh ta giả vờ. Điều bây giờ nên tập trung là tìm ra câu hỏi của đề thi này. Người đàn ông có dâu không nói gì, đứng phía sau cô gái đeo kính, trực tiếp trói cô ấy bằng thắt lưng. Anh ta nghi ngờ cô gái đeo kính gian xảo. Nhớ lại trong cuộc thảo luận trước đó, người phụ nữ đeo kính tiết lộ được rất nhiều thông tin nội bộ về công ty ứng tuyển, nên anh có dâu nghi ngờ cô ấy. Anh ta muốn tra tấn cô ấy để cô ấy tiết lộ thêm thông tin. Anh có dâu vén đùi cô ấy lên, lấy một tờ giấy sắc nhọn ra, rạch chân cô ấy,
người phụ nữ vẫn chịu đau. Anh có dâu tháo kính của cô ấy xuống, mở mí mắt bằng tay, chuẩn bị để cắt nhãn cầu của cô ấy. Người đàn ông có dâu làm điều này bởi vì khi họ đang thảo luận với nhau, cô gái đeo kính nói về công ty một cách rất lưu loát và anh ta nghi ngờ rằng cô gái đeo kính đã biết câu trả lời. Cô gái đeo kính không chịu được sự tra tấn, cuối cùng đã thừa nhận: "Tôi là nhân viên của công ty ứng tuyển, nhưng không có thông tin nội bộ nào. Cuộc phỏng vấn này chỉ là để thăng chức." Nhìn thấy cô gái đeo kính nói những lời đó, anh có dâu cuối cùng cũng buông cô ấy ra. Đột nhiên, anh da trắng bất tỉnh và co giật khắp người. "Tôi sẽ chết nếu tôi không uống thuốc." Người phụ nữ tóc vàng đưa ra một gợi ý, lục soát từng người xem ai đã lấy trộm thuốc. Kết quả vẫn không được tìm thấy. Lúc này, cô gái đeo kính đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông để dâu. Cô ấy liền đến bàn của anh ấy và tìm thấy một bã kẹo và ở bên trong có một viên thuốc. Anh có dâu muốn giết anh da trắng. Cô gái đeo kính chuẩn bị cho anh ấy uống thuốc, đột nhiên bị anh có dâu đánh. Viên thuốc rơi xuống cống, nhìn anh ấy hấp hối, cô gái đeo kính đang lo lắng, cô ấy chỉ có thể vi phạm nội quy thi, hướng tới giám thị để được giúp đỡ, cuối cùng đã bị các lính canh đưa ra ngoài. Thời điểm quan trọng, cô gái tóc vàng lôi ra cái kẹp tóc, nhặt viên thuốc lên, cho anh ấy uống. Anh da trắng đã được giải cứu thành công. Nhóm người vây quanh và hỏi anh câu hỏi của kỳ thi là gì. Anh ấy từ từ nói sự thật, không có câu hỏi gì trong bài kiểm tra. Bài kiểm tra này là một câu hỏi, và đáp án chỉ có thể là một trong số chúng ta còn sống. Anh ta nhắm vào khẩu súng của người bảo vệ ở cửa. Zano phản ứng ngay lập tức, hai người chiến đấu cùng một lúc. Zano đã đi trước một bước, nhưng anh ấy không muốn giết da trắng, chỉ để ngăn da trắng giết tất cả. Da trắng nghĩ rằng Zano sẽ không dám làm vậy. Anh ấy vội vã chạy đến, lấy khẩu súng. Anh ấy không bắn được, nhận thấy rằng phải nhận diện dấu vân tay. Anh ấy trực tiếp nắm tay người bảo vệ. Người đàn ông có dâu đầu hàng, tự động đi ra khỏi căn phòng. Tiếp theo là cô gái tóc vàng. Nhưng khi cô ấy đi qua Zano, đã cho anh ta một gợi ý. Đi tới cánh cửa, cô ấy đột nhiên hét lên "Lai sao?" Da trắng nhanh chóng bắn nhiều phát, kêu lên "Lai sao?" Ai biết rằng cuộc tấn công lén lút của anh Zano không thành công. Anh ấy bị bắn, rơi xuống đất, phía bên kia vẫn còn một bàn chân ở cửa. Cô gái tóc vàng vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc khi da trắng sắp bắn vào chân cô ấy. Tại thời điểm này, đã đến giờ kết thúc bài thi, chỉ còn lại hai người trong phòng. Anh da trắng tức giận, anh ấy không chịu thừa nhận thất bại, la hét điên cuồng vào màn hình. Nhưng lần này, người bảo vệ đã đến, đưa anh ấy đi và nâng đồng hồ cho anh ấy xem, hiển thị thời gian trên đó. Vẫn còn 30 giây, da trắng hoàn toàn choáng váng, nhớ lại thì ra bộ hẹn giờ trong phòng có nút màu xanh lam, có thể tăng tốc thời gian. Và lúc đó, kẻ ngốc đã bí mật bấm hẹn giờ, giúp thời gian trôi nhanh hơn. Anh da trắng cố gắng nói chuyện với giám khảo, và do đó đã bị loại, chỉ còn lại cô gái tóc vàng. Cô ấy nhặt kính trên sàn, đây là thứ mà kẻ ngốc đã rơi xuống khi bị bảo vệ kéo đi. Cô ấy nhặt mảnh kính vỡ lên và nhìn thông qua khúc xạ, cuối cùng cũng thấy một dòng trên tờ giấy kiểm tra, chỉ có một câu hỏi. Cô gái tóc vàng nhớ lại những gì giám thị nói. Sau khi anh ấy công bố các quy tắc, anh ấy đã hỏi họ có ai còn câu hỏi nào không. Đây thực sự là một cách chơi chữ, cũng là câu hỏi cuối cùng của kỳ thi này. Câu trả lời cũng rất đơn giản, chỉ cần trả lời tôi không có câu hỏi nào là có thể vượt qua kỳ thi. Và ông chủ của cuộc phỏng vấn này đã đánh lừa tất cả các thí sinh. Anh ấy là một nhà khoa học bí mật lẫn vào cuộc tuyển dụng đặc biệt này. Cuối cùng, anh Zano không chết, không có đạn thật trong khẩu súng, và cô gái tóc vàng cũng vượt qua bài phỏng vấn. Dựa vào sự quan sát thi thường, cô ấy đã thắng cuộc phỏng vấn. Điều quan trọng hơn là cô ấy đã vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền, vẫn còn giữ được tình người.